Sau đây kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin sinh hoạt cộng đồng. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng năm 2013, Thượng nghị sĩ Dick Black sẽ đệ trình lên Quốc hội bản dự thảo của nghị quyết Vietnamese American Commanding Resolution. Bản dự thảo này nhắc lại tinh thần chiến đấu kiên cường của quân lực Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975. Nhưng vì vào năm 1974, Hoa Kỳ rút tất cả yểm trợ quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa, nhất là yểm trợ không lực, trong khi quân Bắc Việt vẫn còn được trang bị đầy đủ bởi Trung Cộng và Nga, nên tới mùa xuân năm sau, Cộng quân đã tràn vào miền Nam. Vẫn theo bản dự thảo nghị quyết, có hàng trăm ngàn nhân viên quan trọng của miền Nam đã được không vận tới những trung tâm tị nạn ở Hoa Kỳ. Từ đó, có khoảng 2 triệu người Việt đã trốn khỏi thiên đường Cộng sản cho tới giữa thập niên 1980. Hàng trăm ngàn người đã vùi thay nơi Biển Đông, Bản dự thảo nghị quyết ghi nhận bắt đầu từ năm 1975 cho tới vài thập niên sau đó, các cựu sĩ quan và cựu công chức của miền Nam đã bị giam trong các trại tập trung và hàng ngàn người đã chết trong những trại được gọi là trại cải tạo đó. Ngày nay, vẫn theo bản dự thảo nghị quyết, có 82% người Việt ở Hoa Kỳ đã được sinh ra tại đây hay được nhập tịch Mỹ. Trong vài thập niên qua, người Việt yêu nước đã đóng góp cho nước Mỹ bằng kiến thức, kỹ năng, lòng trung thành và sự sát quyết. Nhiều người hãnh diện đã phục vụ trong quân lực Hoa Kỳ. Bản dự thảo nghị quyết kết luận rằng sự tham gia của người Việt trên nước Mỹ đang tiếp tục giữ những truyền thống tốt đẹp nhất của Hoa Kỳ. Bằng tổ chức cuộc tham dự buổi đệ trình bản dự thảo nghị quyết, tha thiết kêu gọi sự hiện diện với cờ vàng chính nghĩa đông đảo của quý đồng hương khắp nơi, đặc biệt là các cựu quân nhân trong quân phục Việt Nam Cộng Hòa. Trong sinh hoạt ý nghĩa này, mọi chi tiết xin liên lạc với ông Vĩnh Châu ở số điện thoại 804 239 7499. thưa quý khán thính giả chương trình phát hình của bản tin qua tình đốn xin tạm ngưng ở đây xin quý vị vui lòng được rời máy bản tin qua tình đốn sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo